lại tiếp tục là một cái bài tính nhanh mà bọn lớp 6 hỏi thầy đây là đề bài trong cái bài kiểm tra của bạn ở bài cuối bạn làm không kịp hết giờ rồi mà đề bài cũng khó nữa cộng cả cùng cành như này bạn chép về bạn hỏi thầy một mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 cộng 4 mũ 3 cộng 5 mũ 3 đọc thôi đã thấy nó dài rồi mặc dù vẫn tính được nhá với lớp 6 thì chuyện tính cái mũ 3 này cũng dễ thôi một mũ 3 là một từ cái tính thử vào đây xem nào một này cộng với 2 mũ 3 là 8 này 3 mũ 3 thì phải ngồi nháp một tí là 27 này cộng 64 này cộng 125 này đóng hoặc nhân với nhưng mà bên này thì tính sao to lắm số này là 2024 2024 viết liền nhau có nghĩa là đây là một số có 8 chữ số nhân với 2025 cái 8 chữ số thì đúng ra phải đọc thế nào 20 triệu 242.024 đấy phải đọc như thế cơ nhưng mà thôi tại vì mình đang giảng bài cho nhau hiểu nên mình cứ đọc tắt vậy nhá. Không phải là thầy đang đi thi giáo viên giỏi đâu. Nên không cần đọc đúng. Đọc luôn à. 2024, 2024. Nhân với 2025. Trừ đi bên này. Cũng là một cái số có 8 chữ số. 2025, 2025. Nhân với 2024. Chắc chắn chỗ này này. Nó, nó lằng nhằng đấy. Mình thấy nó lằng nhằng đúng không? Mà đôi khi mình cảm giác là có vẻ là nó to đúng không? Kết quả ấy. Thế nhưng mà bây giờ nếu như cái này thực sự nó là một số to Cái này bên này cũng là một số lằng nhằng cộng trừ cộng cộng linh tinh beng thế này Thì làm sao mà gọi là tính nhanh được Với kinh nghiệm của mọi người làm nhiều bài tập Thầy cũng dạy nhiều bài rồi Thì bây giờ bọn con cũng làm nhiều bài lên Rồi sẽ có kinh nghiệm Làm nhiều thì nó có kinh nghiệm thôi mà Làm nhiều thì mới thấy nó dễ được Chứ làm ít với lại chưa làm bao giờ thì sao mà thấy dễ Sao mà biết làm Nó có dấu trừ Nếu đây mà là dấu cộng thì thầy cũng tịt luôn thầy chẳng biết làm như nào cả bởi vì bài này cộng thì bây giờ có cách nào mà mà làm đâu chỉ có ngồi nhân ra thôi nhưng trừ thì thầy làm nhiều rồi mà thầy cũng gợi ý bọn con đáng nhẽ trước khi thi cái bài này bọn con phải được luyện mấy cái bài dễ hơn ví dụ như là tính một ba một ba nhân một bốn trừ một bốn một bốn nhân một ba đúng không thế mà trước cả cái quy luật này thì có thể con phải nghĩ tới cái bài gì bởi vì quy luật ở đây là gì cứ viết lặp lại 13 xong rồi lại 14 xong viết lặp lại 14 xong 13. Thế cái trường hợp dễ hơn cả cái này là gì? Đó là 13 nhân 14 xong đảo lại là 14 nhân 13. Thì viết trước, viết sau, viết sau viết trước, viết trước viết sau, viết sau viết trước. Đấy đúng không? Thế rồi xa hơn cái này là gì là ba số đúng không? 131313 nhân 14 trừ 141414 nhân 13. Mình phải làm mấy bài này rồi chứ. Mấy bài này rồi, mấy bài này rồi thì mình mới thấy bài này nó dễ được. Cái này thì rõ ràng là bằng gì đây 13, 14, 14, 13 Hoán vị cho nhau Rõ ràng bằng không Thế trên này thì sao Hình như nó cũng bằng không đấy Cách một là tính bằng tay bốn chữ số nhân hai chữ số nhân tốt Nhân đi Thấy nó bằng nhau Bằng không Trừ đi nhau bằng không mà Thế nhưng cách thông minh của các bạn ấy là gì Là các bạn ấy dùng Cái tích đặc biệt 13, 13 là lặp lại Vậy nó chính là 13 Nhân với 101 Nhân 14 Còn bên này 14 nhân với 101 nhân 13. À, vậy là cái này bằng 0. Nó vẫn bằng 0 mà, nhá, nó vẫn bằng 0. Bởi vì sao? Bởi vì 14 thì giống 14, 13 thì giống 13, 101 thì giống 101. Thế bằng 0 còn gì? Cái dưới này cũng vậy thôi. Nó là 13 nhân với 1010 101 chứ. Nhân với 14 trừ đi 14 nhân 10101 nhân 13 kết quả bằng 0. Thế còn tại sao cái số này nó lại bằng 13 nhân với 101? Thì bây giờ muốn biết con số này là gì, muốn biết cái con số này là gì thì hãy lấy cái số ban đầu chia cho 13. Lấy số ban đầu chia 13, đặt cột dọc qua đây, 1313 mà chia cho 13. Thì đây được 1. Thì đến đây là 0 rồi, hạ 1 xuống thì được 0. Hạ 3 xuống thì được 1 thế thôi. Cái bên này cũng vậy. Vậy khi mình nhớ nhớ lại những cái bài đơn giản thế này hoặc là mình tự mày mò để thấy cái quy luật, mình làm với bài đơn giản đi rồi mình nhảy vào bài này thì mình sẽ thấy là gì? 2024 2024 mà nhân với 2025 trừ 2025 2025 nhân 2024 thì chỗ này chính là bằng 2024 nhân với 1. 1 là lấy đến đây nhá. 0001 0001 nhân với 2025. Đúng chưa? Trừ đi 2025 nhân đây lại chia đi. 1, 1 là đến đây nhá. 0001 100001 nhân 2024. Và đến đây thì thấy thế nào? Giống nhau không? thích thì con sắp xếp lại đi. 2024 cho cái này lên trước, 2025 nhân 10001 thế này. Trừ đi 2024 cho lên đầu, 2025 cho ở cạnh nhân 100 một thế này kết quả bằng không thế mà do là cái ông này này bằng bằng không thế thì cả cái tích ở kia phải bằng không thôi mình đâu cần tính cái đoạn này đâu mình lập luận là vì cái ngoặc thứ hai vì cái ngoặc thứ hai là bằng bằng không nên kết quả cả bài là bằng bằng không đó giải thích như vậy